Hello everyone, welcome to Level 1, Lesson 9. Today we continue to learn about routines. Chào mừng các bạn quay trở lại và đây là Level 1, bài số 9, chủ đề về thói quen hàng ngày. Đây là bài số 3, song chuỗi 4 bài về chủ đề này. Let's go! Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình, thì đây là nơi mình chia sẻ phương pháp và các bài học về tiếng Anh giao tiếp cho đối tượng là người mất gốc, học sinh, sinh viên và người đi làm. Hiện tại mình đã có hai chuỗi bài học là Level 0 chuyên về phát âm và 200 từ thông dụng nhất và đã xong rồi. Còn Level 1 về phần giao tiếp cơ bản thì mình đang thực hiện. Tất cả những đường link về những khóa học này mình có để ở phần mô tả phía dưới. Bạn có thể kiểm tra để xem trước sau đó quay trở lại đây ha. Let's go! Rồi như thường lệ thì đây là lần nghe số 1. Bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại giữa hai người. Cố gắng nghe nội dung chính, nếu có từ mới thì cũng có thể bỏ qua. Conversation 3. What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Ok, đó là lần nghe số 1. Nếu bạn chưa nghe được thì bạn có thể tua lại video để xem lại, để nghe lại một lần nữa. Nhớ là nghe lại một lần nữa thôi. Sau đây thì mình sẽ chuyển qua lần nghe số 2. Trong lần nghe này thì bạn sẽ vừa nghe và vừa xem phần phụ đề. Conversation 3. What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Ok, đó là lần nghe số 2. Sau đây thì mình sẽ chuyển qua phần giải thích từ mới. Ok, mình sẽ đi từ trên xuống dưới. Đây là cùng một cuộc hội thoại giữa a man and a woman. Ok, the man starts. What do you do at lunch? What do you do at lunch? Bạn làm gì vào bữa trưa? Ok. What do you do? Bạn làm gì at lunch? Lunch là bữa ăn trưa. Ví dụ này, I eat lunch at 11:30. I eat lunch at 11:30. Ok, tôi ăn trưa lúc 11:30. Ok, người phụ nữ sẽ trả lời như sau. I eat with my friends. I eat with my friends. Rồi, tôi ăn cùng với bạn của mình. With là giới từ. With có nghĩa là với, cùng với. Ok, và đây là phiên âm này. With, đây là âm cắn lưỡi thổi này. With, âm TH. With. Ví dụ, I play football with my brother. Tôi chơi bóng đá cùng với anh của mình. Ok, I eat with my friends. Tôi ăn cùng với bạn của mình. And you? And you? How about you? Còn bạn thì sao? And you? Còn bạn thì sao? Nó cũng tương đồng với câu này. How about you? Hoặc là what about you? Ok. Một câu ví dụ. I like football. And you? Tôi thích bóng đá. Còn bạn thì sao? Bạn thích môn gì? Đúng không? Ý là thế. Ok. I eat with my friends. And you? Ok. The man says, I eat in the park. I eat in the park. Tôi ăn trong công viên. Park là công viên. In the park, trong công viên. Ok, các bạn có thể nhìn hình luôn. In the park. Ví dụ, I play football with my brother in the park. Tôi chơi bóng đá cùng với anh của mình trong công viên. Ok. In the park. Ok, and the woman says, that's nice, that's nice, tuyệt vời. Ok, cái việc ăn trong công viên rất là tuyệt vời. That's nice, cái từ cụm cái câu that's nice này các bạn có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nữa, đúng không? Có nghĩa là tuyệt, tuyệt vời hoặc là tốt. Ok, vừa rồi là phần giải thích từ vựng, sau đây thì mình sẽ chuyển qua lần nghe số 3.
Conversation 3. What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat in the park. That's nice. Ok, đó là lần nghe số 3. Lần này thì bạn đã nghe được hết rồi và hiểu hết rồi đúng không? Tiếp theo sẽ là phần nghe và nhắc lại. Đây là phần tập trung vào bắt chước phát âm và ngữ điệu. Mình sẽ cho chạy từng câu một và dừng. Sau đó bạn sẽ nói lại cái câu. Nhớ tập trung vào phát âm và ngữ điệu thôi. What do you do at lunch? What do you do at lunch? I eat with my friends. And you? I eat with my friends. And you? I eat in the park. I eat in the park. That's nice. That's nice. Ok, vừa rồi là xong phần nghe và nhắc lại. Phần đấy khá là quan trọng thì bạn có thể tua lại video để xem lại một lần nữa. Sau đây sẽ là phần nghe và trả lời. Đây là phần mục tiêu phần này là để phản xạ. Các bạn sẽ nghe những câu hỏi có liên quan đến cái bài hội thoại vừa rồi mình sẽ hỏi và bạn sẽ cố gắng trả lời nhanh. Phản xạ càng nhanh càng tốt. Tập trung vào phản xạ thôi. Bởi vì mình đã hiểu hết đoạn rồi. Hiểu hết đoạn hội thoại rồi và mình cũng học hết từ rồi đúng không? Ok. What does the woman do at lunch? Ok. She eats with her friends. Ok. She eats with her friends. Ở đây thì mình đã đổi ngôi đi rồi, đổi chủ ngữ đi rồi. Ở trên là I, you, nhưng mà đây mình đổi thành the woman. Nên lúc trả lời bạn cũng phải đổi chủ ngữ đi, nó là she. Và chia động từ eats, ok. Thêm cả phần tính từ sở hữu nữa, her nữa, đúng không? Của cô ấy mà, chứ không phải là của tôi hay của bạn nữa. What does the woman do at lunch? She eats with her friends. Okay, next. Does she eat with her family? No, she doesn't. No, she doesn't. Does she eat at home? No, she doesn't. When does she eat with her friends? At lunch. She eats with her friends at lunch. Does she eat with her friends in the morning? Does she eat with her friends in the morning? No, she doesn't. She doesn't. She eats with her friends at lunch. What does the man do at lunch? What does the man do at lunch? He eats in the park. He eats in the park. Does he eat in the office? No, he doesn't. Does he eat at work? No, he doesn't.
Does he eat with his friends? We don't know. We don't know. Rồi câu này, anh ấy có ăn với bạn của anh ấy không? Trong bài không có thông tin đúng không? Mình không biết. We don't know. Okay. He eats in the park, but with who? We don't know. Ăn với ai chúng ta không biết. Does he eat in the park? Yes, he does. He eats in the park. Okay, last one. What do you do at lunch? What do you do at lunch? Câu này mình hỏi về bạn đấy. What do you do at lunch? Thì bạn có thể trả lời là I, đúng không? Làm gì đó. Ví dụ, tôi ăn ở nhà. I eat at home. Tôi ăn ở công ty. I eat at work. Tôi ăn cùng với bạn. I eat with my friends. Tôi ăn ở nhà hàng. I eat in a restaurant. Okay, whatever. Tiếp theo là đến phần review. Mình sẽ học lại từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. Ở đây sẽ có các câu này và sẽ thiếu một từ, thì bạn sẽ cố gắng điền cái từ mà mình học vừa nãy vào đây. Okay. I eat at 12 o'clock. Okay, lunch. I eat lunch at 12 o'clock. Next one. She plays badminton with her father. She plays badminton with her father. Okay, with. She plays badminton with her father. Okay. Next one. She eats lunch at a restaurant. You? Còn bạn? Okay, and you? And you? She eats lunch at a restaurant. And you? Next. I play in the... park. Okay. I play in the park. Next one. Okay. I speak English and Chinese. That's... okay, I speak English and Chinese. That's nice. That's nice. Okay. Okay, cuối cùng là phần vận dụng. Bạn sẽ nói về bản thân mình. Cố gắng dùng những từ đã học hôm nay và những từ các bạn đã học ở những bài trước rồi đó. Viết một đoạn về bản thân mình để chuẩn bị trước. Sau này đụng đến là mình nói thôi, đúng không? Và đây sẽ là một đoạn ví dụ này. I eat lunch at work at 12 p.m. 12 o'clock. Okay. I eat with my friends. Sometimes we eat in a restaurant. Sometimes we buy food and eat in the park. That's very nice. Okay. Tôi ăn trưa tại chỗ làm vào lúc 12 giờ. Tôi ăn cùng với bạn của mình. Thi thoảng thì chúng tôi ăn ở nhà hàng. Thi thoảng chúng tôi mua thức ăn và ăn trong công viên. Điều đó rất là tuyệt. Ok. Đó thì cái đoạn này là cái đoạn mà mình sẽ nói về bản thân mình. Thì bạn phải nói về bản thân mình thực sự nhé. Bạn ăn ở chỗ làm thì không thể viết là tôi ăn ở nhà được. Như thế là mình đang nói dối rồi. Ok. Rồi cố gắng viết và ghi âm lại cái bài này. Ghi âm hoặc cái video. Sau đó mình nghe lại xem là mình phát âm chỗ nào có đúng hay không, rồi ngữ pháp sai ở đâu. Ok, để mình còn sửa chứ.
Okay, that's it for today. See you next time. Bye.